Xin chào các bạn Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 984 rồi Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn Đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm Tập 983 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa ấp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Thu Em, bạn Khải Lê và bạn Ngọc Nữ Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthygmail gmail com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này thì không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện á là do bạn trai của bạn á là đã kể lại cho bạn nghe đây là những chuyện mà do anh bạn này đã trải qua thì bạn nam này á, là một cái người rất là nhạy các bạn ngay từ nhỏ là bạn đã hay thấy ma hay bị ma nhát đi tới đâu á là một là sẽ cảm giác được hai á, là có thể nhìn thấy luôn giống như là cái người mà có mắt anh dương vậy đó thì bạn nam này kể rằng á là hồi cái lúc còn nhỏ thấy hoài bị nhát hoài rồi bị bệnh mỗi lần như vậy á thì ba mẹ của bạn ấy sẽ đưa bạn lên trên chùa khi mà đi chùa về đỡ bệnh nha Nhưng vẫn thấy hoài các bạn Hồi xưa còn nhỏ thì thấy sợ lắm Mà càng lúc càng về sau Khi mà bạn nam này đã lớn lên rồi á Thì bạn không có còn sợ nữa Do là thấy hoài riết rồi là quen lờn luôn á Các bạn không có còn sợ nữa Cứ mỗi lần mà nhìn thấy á Là sẽ giả bộ như không thấy gì hết Tẳng lờ luôn thì hôm nay á, là thi sẽ kể trước hai câu chuyện mà bạn gửi ngày mai thi sẽ kể lại những câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh ha thì câu chuyện đầu tiên á là về một cái giường do cô tư của bạn nam này mua về thì cái giường này á là cái giường cũ nhưng mà thật ra nói cũ là cũ chứ cái giường này rất là đẹp các bạn đầu giường chạm chỗ rất là đẹp luôn cô tư á là thấy rẻ mua về cho con cháu nằm thì đem về là để trong cái buồn của bạn nam này thì bạn nam này là nằm ngủ trên cái giường đó trong cái thời gian đầu tiên là ngủ hoàn toàn bình thường không có thấy gì hết nhưng mà sau đó đó là bạn nam này thường xuyên nằm mơ trong giấc mơ á, là bạn nam này thấy có một thằng bé Mà thằng bé này tầm khoảng chừng 7-8 tuổi mà thôi Mà thằng bé này á, là cái cách mặc đồ kiểu tóc của nó rất là lạ Cái phần tóc trước á, là nó cạo lắng bóng luôn các bạn Chỉ trừ cái phần tóc sau Mà phần tóc sau á, thì mọc rất là dài và nó thắt bính lại Giống như là nam giới thời nhà Thanh hồi xưa bên Trung Quốc á và nó mặc đồ cũng giống như là mấy cái người hồi xưa người ta mặc luôn dạng giống như kiếm hiệp á các bạn thì bạn nam này thường xuyên nhìn thấy thằng bé này trong giấc mơ trong mơ bạn thấy á một á là nó sẽ chạy vòng vòng trên giường để mà nó quậy nó phá hai á là nó sẽ rượt bạn nam này ba là nó sẽ bóp cổ bạn nam này mỗi lần mà bị như vậy á thì bạn nam giật mình thức dậy nhưng mà khi giật mình thức dậy thì bạn cảm thấy rất là bình thường không có mệt mỏi gì cả cho nên bạn nam này nghĩ rằng á là mình nằm mơ thôi nằm mơ bình thường thôi thành ra là bạn cũng không kể lại cho ai nghe về những cái giấc mơ của mình khi mà ngủ trên cái giường đó thì có một lần đó hôm đó là buổi trưa bạn nam này nằm ngủ trưa trên giường này ha thì khi mà ngủ á lại tiếp tục nằm mơ thấy thằng bé đó nữa ban đầu á là bạn thấy nó chạy vòng 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 trên giường nó cười nó giỡn ha xong rồi á là nó phóng lại nó bóp cổ bạn nam này thì khi mà bị nó bóp cổ á là bạn ấy mới giật mình thức dậy mà cái lúc giật mình thức dậy này á thì cảm thấy rất là mệt luôn rất là khó thở không như những cái lần rồi mà nhìn thấy thằng bé đó là bạn bình thường không có mệt gì cả nhưng bây giờ tại sao lần này lại mệt như vậy khó chịu vô cùng luôn cho nên ngồi thẫn thờ một lúc á thì bạn nghĩ rằng á là chợ chắc phải đi tắm rửa mặt đồ để cho nó tỉnh táo lại đó ha <laughs> thì bạn nam này á là mới đi ra phía sau nhà sao có cái toilet tính rằng là sẽ vô toilet để mà tắm ha thì vừa bước vô cái là bạn nam thấy thằng nhỏ này tiếp và nó đang đứng mà cái gương mặt nó rất là dữ nó phóng lại nó bóp cổ bạn quá trời luôn nó đè bạn xuống nó bóp cổ bạn quá trời luôn thì khi mà bị nó bóp cổ vậy đó là ban đầu bạn có đẩy nó ra nhưng mà bạn nói rằng mặc dầu đã lớn rồi thanh niên trai chán là khỏe dữ lắm mà không hiểu sao vẫn không làm lại thằng nhỏ này Nhìn nó nhỏ, nó cỡ như 7-8 tuổi vậy đó Mà không hiểu sao nó rất là mạnh Nó đè, nó bóp cổ quá trời Bạn khó thở mà bạn cố gắng Bạn vùng vẫy, bạn đẩy nó ra Mà không có đẩy được Thì trong cái lúc mà đang dằn co Đẩy vậy đó Thì mẹ của bạn ấy á, là dọn nhà Các bạn thì vô tình đụng vô cái ly Cái ly này á nó rớt xuống Bắt đầu nó bể Khi nó bể thì nó kêu một cái xoảng một cái Thì nhờ cái tiếng đó đó Mà bạn nam này mới giật mình thức dậy khi mà giật mình thức dậy thì thấy mình vẫn còn đang nằm trên giường Không phải là ở phía sau Bạn mới ngồi bật dậy, đổ mồ hôi rất là nhiều, mệt rất là nhiều luôn Thì bạn mới nghĩ rằng là Ủa, mới nãy mình giật mình rồi mà ta Trời ơi, vậy là mình vừa trải qua mơ trong mơ Thật sự là mới nãy cái lúc mà bị nó bóp cổ đầu tiên á Bạn giật mình dậy thì không phải là mình dậy thiệt Mà mình vẫn còn nằm mơ Trời trời, đau quá trời luôn, mệt quá trời luôn Thì bạn mới đi ra ngoài Khi mà đi ra ngoài thấy mẹ của mình đang lụm mấy cái miễn ly đó các bạn Thì bạn mới nói Nói rằng đó là trời mẹ ơi Hên sao mà mẹ làm rớt cái ly Nhờ cái ly bị rớt mà nghe cái tiếng kêu của con mới giật mình vậy Chứ nếu không hả là con bị thằng nhỏ đó bóp cổ con chết luôn rồi Thì mẹ của bạn ấy mới hỏi rằng đó là Ủa sao vậy con, con thấy cái gì, thằng nhỏ nào con thì bạn mới kể lại bạn nói hả con nằm mơ con thấy thằng nhỏ mà con hay thấy nó dữ lắm. Hả con thấy nó hả nó một là nó chạy giỡn hai là nó rượt con, ba là nó bóp cổ con. Nhưng mà những cái lần trước con không mệt. Mà hôm nay sao con mệt quá trời luôn. Mới nãy con còn bị mơ trong mơ nữa, mấy lần trước không có. Mà hôm nay hả ban đầu con thấy nó chạy giỡn giỡn ở trên giường xong nó nhào lại nó bóp cổ. Cái con giật mình, con giật mình con tưởng con tỉnh rồi không à Thì con mới ra ngoài sao con tắm rồi lại thấy nó nó nhào vô nó bóp cổ con tiếp thì khi mà bị bóp cổ tiếp á là hên là mẹ làm bể ly con mới giật mình thì khi mà con giật mình nữa thì con mới biết rằng mới nãy là con bị mơ trong mơ mà cái này mệt quá trời luôn mẹ trời ơi đau quá trời luôn vậy nè thì lúc đó là mẹ của bạn nghe xong mẹ của bạn nghi ngờ rồi cho nên đó là mẹ của bạn á là mới hỏi cô tư của bạn á là hỏi rằng cái giường này là biết là mua cũ nhưng mà mua của ai biết cái xuất xứ của cái giường này không thì cô tư á là cũng không biết xong rồi cô tư mới đi hỏi lại thì mới biết rằng á là cái ông mà bán cái giường cho cô tư á ổng là người hoa các bạn và cái giường đó đó là hồi đó ổng mua cho con trai ổng nằm nhưng mà sau đó là con trai của ổng cỡ khoảng là bảy tám tuổi gì đó là nó bị bệnh xong rồi nó qua đời thì cái lúc mà nó qua đời á là ổng cũng có đốt quần áo những cái đồ của nó đồ chơi đồ của nó đó là ổng đốt theo hết luôn và ổng tính rằng ổng sẽ đốt cái giường này luôn nhưng mà khi mà nhìn thấy cái giường á thì thấy rằng cái giường vẫn còn đẹp quá mà đốt thì ổn cho nên nó là cuối cùng ổng đã đốt hết mà vẫn giữ cái giường lại và ổng đã thanh lý cái giường này bán lại để mà lấy tiền á các bạn thì lúc đó là cô tư mới thấy giá rẻ quá cô tư mua về mà khi mà cô tư mua về là cô tư hoàn toàn không có biết cái tưởng rằng cái giường bình thường ổng thanh lý thôi chứ hoàn toàn không có biết là giường của con trai ổng nằm hồi xưa mà con trai cũng đã mất thì khi mà nghe cô tư nói vậy thì mẹ của bạn mới kể lại chuyện mà bạn nhìn thấy đó thì cô cô tư sợ quá dài luôn xong rồi gia đình của bạn mới quyết định rằng á, là sẽ đem để mà bán cái giường này luôn thì sau khi mà bán xong rồi thì mẹ của bạn có đưa bạn nam này đi lên chùa để mà đi chùa các bạn thì sau đó về là không còn thấy thằng bé đó nữa thì đó là một chuyện mà bạn nam à, bạn trai của bạn á, là đã kể lại cho bạn nữ này nghe bạn gửi về cho kênh chúng ta tiếp theo là câu chuyện thứ hai thì sao chuyện đó một thời gian là cách đây mấy năm trước ha thì bạn trai này mới bị thất nghiệp anh trai là anh hai của bạn ấy á là cũng bị thất nghiệp thì hai anh em á là mới bàn với nhau mới nói rằng á là thôi bây giờ hai anh em đi lên đồng nai làm đi thì hai anh em á là cũng cầm một số tiền đi nhưng mà khi mà lên đồng nai thì cũng không có quen biết ai các bạn nói lên làm mà thật ra không quen biết ai rồi cũng chưa có việc làm cho nên hai anh em á là đầu tiên phải lo tìm cái chỗ để mà ở trước kiếm cái chỗ trọ trước rồi sau đó là mới đi kiếm việc làm ha thì lúc đó là hai anh em mới chạy đi kiếm thì cuối cùng á là mới kiếm được một cái phòng mà cái phòng này giá rất là rẻ cách đây 6 năm trước đi mà cái phòng này chỉ có 600 trăm ngàn mà thôi mà phòng rất là rộng rãi còn có thêm một cái ghét nhỏ nữa thì khi mà bước vô cái phòng này á là bạn nam này do là có giác quan mà cho nên nó là khi mà bước vô là bạn nam này đã cảm giác rằng cái phòng này nó rùng rợn làm sao đâu á mình cảm thấy như nó lạnh lẽo làm sao đâu á là thấy nghi rồi nghi rằng cái phòng này có ma rồi nhưng mà cái lúc đó thì tiền của hai anh em cũng không có nhiều mà nhà cũng khó khăn cho nên nó là thôi kệ cái phòng có 600 trăm ngàn à thành ra là hai đứa mới thuê ở xong rồi là mới đi kiếm việc làm thì khi mà thuê ở cái phòng này á là cũng bình thường thời gian đầu bình thường lắm xong rồi từ từ hai anh em cũng có việc làm nhưng mà có điều á là hai anh em này của bạn á là có lúc á thì làm trùng ca với nhau làm khác công ty nha có lúc á thì làm trùng ca với nhau nhưng mà có lúc á là cũng làm khác ca với nhau có nghĩa là thí dụ như ban ngày bạn đi làm đi thì ban ngày anh của bạn ở nhà rồi á là ban đêm bạn về thì anh của bạn đi làm nhiều cái lúc á là trùng nhiều lúc thì khác thì thời gian đầu á, là bạn thấy bình thường Nhưng mà cái điều ngộ á, là cứ mỗi lần mà có anh trai của bạn này ở nhà đó Là bạn nam này sẽ cảm giác như là cái phòng rất là ấm Nhưng mà hãy mà anh hai của bạn mà đi làm á, Thì bạn nam này lại cảm giác như cái phòng nó lạnh lẽo, nó rùng rợn làm sao á Nhưng mà lúc đó thì bạn nam chưa thấy gì hết ha sau đó một thời gian thì ngày hôm đó đó là anh trai của bạn này ở nhà xong rồi á, là chạy đi chơi game do cũng ghiền game thì bạn mới đi làm về khi mà bạn nam này đi làm về á thì thấy cái cửa khóa ngoài thì bạn cũng lấy cái chìa khóa để mà mở, mở cửa vô khi mà vừa mở cái ống khóa đẩy cửa vô một cái trời ơi thấy một cái cảnh tượng hải hùng đó là nhìn thấy ha trong phòng á có một cô gái cô gái này á là cổ đang treo cổ trong phòng các bạn các bạn tưởng tượng khi mà bạn nam này đi làm về vừa mới mở cửa vô thấy cảnh tượng đó thì gặp mình mình sẽ làm sao mình sẽ rất là sợ bạn nam này nhìn thấy cổ đang treo cổ lủng lẳng ở trong đó nhưng mà con mắt của cổ thì mở nhìn bạn nam này còn cái miệng thì nhãn miệng cười nữa còn cái cọng dây là bóc lên trên cái lan can của cái ghét đó các bạn trời ơi, thấy ghê thì kể tới đây tự nhiên thì nổi da gà nè đó là khi mà bạn nam này nhìn thấy là bạn biết rồi trời ơi mình thấy ma rồi thấy chưa ban đầu là cảm thấy rùng rợn là mình đã biết trong phòng có vấn đề cho nên do là đã thấy quen rồi bạn cũng không có tỏ vẻ gì sợ hãi mà khi nhìn thấy cái cái bạn kéo cái cửa bạn đóng lại luôn bạn khóa lại biết anh trai của mình đang chơi game đâu bạn cũng xách xe chạy ra ngoài quán game đó ngồi chơi chơi cho một hồi đã đời thì hai anh em đi về khi mà đi về á là mở cửa vô bình thường không thấy gì cả thì sau cái lần nhìn thấy đó đó là từ đó về sau ha là bạn này thấy hoài luôn các bạn cứ hãy mà có anh trai ở nhà thì không có gì hết không thấy gì hết nhưng mà anh trai mà đi làm một cái về mà có một mình mình á nhiều khi á ngồi bên đây mà cái con ma nữ đó nó đứng ngay góc phòng nó giờ bạn này biết nhưng mà do quen rồi cho nên nó là cũng không thèm để ý tản lờ luôn vậy đó cứ thấy nó hoài lúc á thì leo lên trên gác kiếm đồ thấy nó đứng ở dưới nhìn lên bạn cũng tản lờ luôn rất là nhiều lần như vậy và cũng có là kể lại cho anh trai nghe nhưng mà do là cũng không có sợ các bạn anh trai của bạn thì chưa thấy bao giờ cho nên anh trai của bạn cũng không sợ luôn bạn nam này thấy nhưng mà không sợ hai nam không người nào sợ hết Thành ra là hai đứa vẫn ở đó chứ không có dọn đi Tại vì giá phòng này khá là rẻ Ở đây thì làm có dư được nhiều hơn Nếu mà mình dọn đi cái chỗ khác giá nó cao hơn Mình làm ra nhiêu mình đóng tiền nhà nó cũng hết Cho nên hai đứa cũng ở lại đây bình thường Thì cho tới cái lúc mà là ở đây được khoảng chừng 3 tháng mấy rồi đó Thì hôm đó đó là anh bạn trai của bạn nữ á là bị bệnh các bạn bị sốt thành ra là không có đi làm. Cái ngày hôm đó không đi làm ha. Thì cái ngày hôm đó là có nhờ anh hai của mình á là cạo gió, cạo gió xong rồi cái cũng bắt nồi cháo. Bạn này á thì leo lên trên gác ngủ. Xong rồi á là cái lúc mà anh đi làm á là anh có kêu á là mày muốn tao khóa cửa ngoài hay là mày muốn hả là đóng cửa trong. Thì bạn mới nói rằng á là thôi để đóng cửa trong đi. À, có gì anh dịnh kêu em chứ lỡ mà khóa ngoài hả lỡ có chuyện gì sao em chạy ra thì bạn cũng ráng để mà lết xuống để mà khóa cửa anh của mình đi làm rồi thì bạn mới khóa cửa trong mới leo lên ghét nằm tiếp thì trong cái lúc mà đang nằm đang mơ 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 không có ngủ sâu đâu dạng như đang mệt trong người mà cho nên ngủ đâu sâu được đang mơ mơ vậy đó cái tự nhiên á là bạn nam này mới nghe cái tiếng là cái tiếng mở cái ống khóa xong rồi tiếng mở cửa tiếng mở cửa là ừ giống như là có người đang mở cửa rồi bước vô vậy đó thì bạn nam này nghe tiếng mở khóa rồi mở cửa ra rồi á là bắt đầu á là mới đóng cửa lại mới gài chốt lại là bạn không hề mở mắt nha mà hả con mắt nhắm nhưng mà lỗ tai thì nghe vậy đó xong rồi mới nghe cái tiếng người bước chân lên khi mà người này bước chân lên xong cái bắt đầu á là tiếng lại gần bạn nam này rồi nằm xuống nằm xuống kế bên luôn các bạn thì khi mà nằm xuống kế bên á còn nghe cái tiếng hỏi cái tiếng nói mà cái tiếng này là tiếng của anh trai của mình hỏi rằng đó là mày khỏe chưa mày nãy giận cháu gì chưa khỏe chưa dạ mà khi mà nghe cái giọng anh trai của bạn ấy á, thì do là bạn ấy mệt cho nên đó là bạn nam này không có trả lời không trả lời vậy như giống như là giả bộ ngủ luôn vậy đó không muốn trả lời vậy đó nhưng mà khi mà không muốn trả lời như vậy á thì một hồi sau bạn mới suy nghĩ bạn mới nhớ lại rằng ủa Mới nãy là ổng đi làm Mình đi xuống mình đóng cửa mà ta Trời ơi Ủa sao kỳ vậy sao Nếu mà ổng có về á, thì ổng phải kêu mình Mình mới xuống mình mở cửa mới vô nhà được Chứ làm sao mà ổng có thể là tự vô Tự mở cửa tự vô được như vậy Thì lúc đó bạn mới giật mình Khi giật mình dòm qua Hoàn toàn không có ai hết Hoàn toàn không có ai hết các bạn trời Là biết rằng là cái con ma nữ đó nó ghẹo rồi cho nên đó là bạn lúc này thì bình thường sợ đâu nhưng mà cái lúc đó tự nhiên hơi sợ thành ra là lấy điện thoại gọi kêu anh mình về thì anh của bạn nó cũng về thì khi mà anh về thì bình thường phòng ấm áp vô cùng xong rồi ở cho tới khoảng là hơn 4 tháng ha thì ngày em đó là anh của bạn nằm mơ anh của bạn thấy mà cái lần này là anh bạn dọn đi luôn là hôm đó anh trai anh hai của bạn này ngủ á, là nằm mơ thấy một con nhỏ con gái tự nhiên bước vô xong cứ lay người anh mới kêu rằng ê mày ê mày mày dọn đi đi tao không thích mày ở đây đâu mày dọn đi đi mày á mày dọn đi mình mày thôi mày để em trai mày ở lại đây cho tao tự nhiên nói vậy đó xong cái hả là nó đứng dậy nó bước ra thì anh hai này á là mới giật mình thức dậy mới hả nó ủa cái gì mình nằm mơ thấy gì vậy cho nên đó là anh hai mới kể lại cho bạn trai của bạn nghe là tao nằm mơ thấy vậy đó thôi Không ổn đâu Không ổn đâu mày ơi à, Chắc nhỏ đó nó khoái mày rồi Hai đứa là biết trong phòng có ma nha Nhưng mà nào giờ vẫn ở Thì cho tới khi mà thấy cái giấc mơ đó đó Thì anh hai nói trời ơi, coi chừng con nhỏ đó nó để ý mày nó khoái mày Sợ nó đi theo mày sợ duyên âm vậy đó Cho nên họ thôi chắc kiếm chỗ dọn đi thì hai anh em mới kiếm chỗ dọn đi thì trong cái lúc dọn á là có nói chuyện với mấy người xung quanh đó thì người ta nói rằng trong cái phòng này hồi đó là có con nhỏ đó nó nằm nó 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 bị hất tình đó các bạn cho nên nó thắt cổ nó mất trong cái phòng đó thì khi mà nghe vậy ở ừ, biết nhỏ đó rồi thì hai hai anh em cũng dọn đi may mắn là nhỏ đó không có theo á là bạn trai của bạn các bạn thì đó là chuyện do bạn trai của bạn đã kể lại cho bạn nghe còn thêm hai ba chuyện nữa nhưng mà để ngày mai thi sẽ kể lại các bạn ha và tiếp theo á, là câu chuyện của một bạn nữ Bạn nữ này quê Cần Thơ Nhưng mà hiện tại á, thì bạn đã lấy chồng và qua Hàn Quốc sinh sống Bạn đã ở Hàn Quốc á, là cũng mấy năm rồi Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta Câu chuyện á, là về mẹ của bạn mà bạn kể rằng là mẹ của bạn đã mất vào năm mà bạn được 12 tuổi thì khi mà mẹ mất á thì gia đình của bạn cũng khó khăn dữ lắm cho nên nó là cái lúc mà mẹ mất rồi á thì sau một thời gian á là bạn bỏ học luôn thì ba của bạn mới dẫn bạn lên đồng nai để mà đi làm thì trước khi mà đi á là ba với lại hai vợ chồng anh chị của bạn với lại bạn á là đã gửi hình mẹ của bạn vô chùa để mà mẹ có thể vô trong đó nghe kinh kệ rồi đó xong rồi á là bắt đầu mới đi gia đình của bạn mới lên đồng nai thì khi mà lên đồng nai đi làm được khoảng 3 tháng á là người nhà dưỡng ba của bạn mẹ của bạn thứ bảy thì dì ba của bạn đây là chồng của dì ba của bạn là dưỡng ba dưỡng ba mới gọi điện lên mới nói với ba bạn rằng á là bây giờ á là vợ của anh nó cứ thấy vợ mày hoài à vợ mày về hả nói chuyện với vợ anh hoài à tao muốn kêu thầy á là yếm đó để cho nó không về nữa thì ba của bạn mới quản hồn với nó ủa là sao thấy là sao em gửi vợ em lên chùa rồi thì dượng ba mới nói rằng đó là trời ơi hả vì ba của bạn thì bị bệnh thận cho nên nó là vì ba của bạn yếu dữ lắm mà hả hay thấy vì ba nói chuyện một mình thì có một lần đó đó là con của dì ba đó mới đem thuốc mà dạng giống như là nửa đêm đem nước đem thuốc vô cho dì ba uống thì khi mà vô lúc đó 11, 12 giờ rồi thì khi mà vô là thấy dì ba đang nói chuyện giống như là nói chuyện với ai vậy đó thì cái người này mới tiếng lại hỏi ủa mẹ nói chuyện với ai vậy thì dì ba mới trả lời rằng thì tao nói chuyện với dì bảy mày chứ ai là dì bảy là mẹ của bạn mà mẹ của bạn nó mất rồi xong rồi á là dì ba nói chợ tao thấy nó về nói chuyện với tao hoài luôn thấy nó về nói chuyện với tao hoài luôn thì lúc đó dượng ba của bạn mới gọi điện lên cho ba của bạn nói là mẹ của bạn về hoài vậy đó bây giờ hả thấy vì ba yếu quá vì ba thì bị bệnh thận cho nên nó là mẹ bạn về hoài như vậy đó là không có nên thành ra là dượng ba tính rằng sẽ kêu thầy yếm mẹ của bạn thì ba của bạn không chịu ba của bạn nói thôi thôi để em hả là em về để em về xong cái ba bạn mới dẫn bạn về ha khi mà dẫn bạn về á là ba của bạn mới nói rằng á là bây giờ là phải đi coi thầy đi coi thầy coi làm sao coi hả tại vì là em đã gửi vợ em lên chùa rồi mà bây giờ vợ em về hoài chắc là có cái vấn đề gì đó vợ em muốn cái gì đó thì để đi xem thầy thử coi thì đi xem thầy á thì mới biết rằng á là mẹ của bạn tuy rằng á là được hả là gia đình ba của bạn nè anh chị với lại bạn đưa lên chùa trước mới đi đồng nai thì mẹ của bạn á là muốn rằng á là mấy chị em trong nhà phải đưa mẹ đi lên chùa là ý là mấy chị em ruột của mẹ đó mà Mẹ có tới là 10 10 anh chị em lẫn các bạn Cho nên á là mẹ mất như vậy Thì mẹ muốn là những người Anh chị của mình đưa mình lên chùa Thì sau đó hả là bắt đầu mới hẹn Ở nhà ngoại của bạn Mấy gì của bạn mới tụ hợp lại nhà ngoại của bạn Hẹn ra một cái ngày rảnh Để mà đi lên chùa Để mà cúng cho mẹ Vang vái mẹ Ừ bây giờ mấy chị lên rồi vậy đó ha thì cái ngày hôm đó lại thiếu cái người gì úc gì thứ 10 của bạn á là thiếu cái người đó tại vì cái người đó là đi uh, đi làm ruộng các bạn cho nên nó uh, hả là không có đi tính rằng không có muốn đi vậy đó thì tự nhiên dì bảy của bạn đang rất là yếu tự nhiên cái mặt dì bảy hung dữ lên Dì bảy mới liếc thấy dì bảy nói rằng đó là hả trời ơi, con mười đâu rồi tại sao hả uh, 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 mấy chị em hả uh, người nào cũng tụ họp đây còn thiếu nó là sao mà cái giọng nói hậm uh, hực cái mặt rất là dữ cho nên mọi người mới nghĩ rằng mẹ của bạn đã nhập vô gì bảy thành ra cũng lật đật chạy ra ruộng để mà kêu hả là gì gì mười về nhập vô gì ba chứ xin lỗi mẹ của bạn đã nhập vô gì ba để mà nói vậy ha thì lúc đó là mọi người mới lật đật chạy ra ruộng Để mà kêu dì mười về Để mà cùng nhau đi lên chùa để cúng cho mẹ Vang vái rằng đó là thôi mẹ ở lại kinh chùa đi Chứ đừng có về nữa Về nói chuyện với dì ba Vậy sợ dì ba yếu á Rồi dì ba hả không qua khỏi Thôi mẹ kinh chùa vậy đó ha Thì sau đó cũng bình thường Không có thấy nữa ha cho tới tầm khoảng chừng mấy năm sau ba của bạn á là gặp một người khác thì ba của bạn á là đã cưới người này thì người dì gã này của bạn á là nói chung là cũng rất là hiền cái lúc mà ngày mà về á là hai vợ chồng của ba á là đi về là ở cái nhà cũ luôn ngay cái ngày đó tự nhiên có nguyên một cái con bướm rất là to nó bay từ ở ngoài vô trong nhà đậu ngay trên hả là bàn thờ luôn các bạn cho nên mẹ mọi người mới nói rằng đó là chắc là do ba lấy vợ khác thì mẹ về như vậy đó nhưng mà mẹ cũng không có nhét cái người gì sau này của bạn hoàn toàn nhét gì hết và mẹ của bạn linh đến nổi ha là hồi năm 2018 á là bạn ở bên hàn quốc bạn có về chơi thì khi mà bạn về chơi á hôm đó là buổi sáng ba với lại gì của bạn á là đã đi chợ sớm rồi chỉ còn có một mình bạn nằm ở nhà mà bạn kể rằng á là đang nằm vậy đó cái tự nhiên nghe tiếng dép mà ở trong nhà nha nghe tiếng dép đi từ ở đằng sau bếp lên mà trong khi trong nhà hoàn toàn không có ai cả ba với gì bạn đã đi chợ rồi trong nhà chỉ còn có một mình bạn thôi thì bạn sợ các bạn cho nên đó là bạn mới nói mẹ hả mẹ mẹ về mẹ thăm con nếu mà mẹ về mẹ thăm con á thì mẹ đừng có cho con thấy con sợ dữ lắm hả con hả tuy là mẹ nhưng mà con nhát gan con vẫn sợ dữ lắm mẹ ơi mẹ đừng cho con thấy vậy đó thì khi mà bạn gian giá vậy xong á thì tiếng dép này ngưng bạc không có còn nữa các bạn thì cũng bình thường cho tới cái ngày mà cái ngày cuối cùng là bạn ở đây rồi xong bạn qua hàn quốc đó thì ngay cái đêm đó là bạn nằm mà bạn có cảm giác như ai ôm bạn mà khi mà bị ôm chặt lắm nha nhưng mà bạn không hề thấy sợ không hề thấy lạnh lẽo hay khó chịu gì cả ôm như vậy hả là trong suốt một hồi sau á thì không còn cảm nhận giống như là mẹ của bạn á là về ôm bạn để cho ngày mai bạn qua hàn quốc vậy đó thì rất là nhiều lần thí dụ như nhà có cái chuyện gì mẹ của bạn hay về để kêu lắm có một lần đó là bà ngoại của bạn á là chặt cây để mà cất lại nhà sửa sang lại nhà đó các bạn thì ba với dì của bạn đang ngủ á tự nhiên á là thấy ba của bạn thấy mẹ của bạn về kêu anh mười ơi anh ơi anh anh dậy đi dậy đi người ta ăn trộm cây kìa ra đi người ta ăn trộm cây kìa thì lúc đó ba bạn giật mình thức dậy khi giật mình ba cứ tưởng mình nằm mơ không à trời ơi chắc mình nằm mơ thấy vợ cũ của mình Xong rồi tới sáng hôm sau đi ra là thấy cây người ta ăn cắp hết trơn các bạn Cây đó chặt để mà sửa nhà mà bây giờ ra người ta ăn cắp hết trơn Mà trong ngày hôm mẹ về kêu vậy thôi Mà ba không chạy ra nếu mà chạy ra là đâu bị mất đâu Thì đó là những chuyện về mẹ của bạn nữ này Bạn đã gửi về cho kênh chúng ta Mình nghe thì mình cũng xúc động mẹ bạn thương bạn quá Các bạn ha về ôm con đầu trước khi mà con qua Hàn Quốc trở lại thì tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ khác Bạn này là quê ở Thái Bình Bạn kể lại là cái ngôi nhà mà gia đình của bạn đang ở là nhà có lâu rồi Ông bà của bạn để lại Nhưng mà ba mẹ của bạn á là có một cái trang trại Trang trại này là gần đê nha các bạn Đất ở trong đây thì lớn dữ lắm Lớn dữ lắm mà xung quanh đó chỉ có hai ba căn nhà thôi Vắng nhà dữ lắm Trong đó đó thì ba mẹ của bạn là có chăn nuôi nè nuôi gà nè rồi á hả là có nuôi bồ câu rồi nuôi cá nữa rồi trồng cây này cây kia các bạn thì thường á là do mấy chị em của bạn lớn rồi cho nên nó là thường á là ba mẹ của bạn không có ngủ ở nhà đâu mấy chị em bạn ngủ ở nhà ba mẹ của bạn chỉ về tắm rửa ăn cơm xong cái tới tối tối là ba với mẹ sẽ chạy ra ngoài trang trại để mà ngủ tại vì sợ rằng người ta vô người ta ăn cắp thì khi mà ba mẹ ngủ trong đây thì nói chung là từ nào tới giờ á, là không thấy gì hết nhưng có một lần đó đó là khi mà ba của bạn đang ngủ do ở phía ngoài là để hai cái đèn điện rất là lớn để cho nó sáng đó, các bạn không có tắt đâu mà trong nhà thì tắt đèn nha nhưng mà do là hai cái đèn điện này nó chiếu vô trong cái chỗ cửa sổ á, thành ra là trong nhà cũng sáng dữ lắm thì ba của bạn đang ngủ ngon dữ lắm cái tự nhiên ba giật mình thức dậy khi mà ba giật mình thức dậy á là ba mới theo cái không biết sao mà ba lại nhìn xuống ở dưới các bạn thì ba thấy có một người người này á là đang ngồi say lưng về phía ba mà giận ngồi ở trên giường nha chứ không phải là ngồi ở dưới gì đâu mà ngồi trên giường luôn mà ngồi ngoài mùng thì lúc mà ba nhìn thấy cái người này thấy cái người này đô dữ lắm như đàn ông mà mẹ của bạn thì cũng rất là đô tướng mẹ bạn cao to dữ lắm thì ban đầu ba nhìn thấy cái người này á là ba cứ tưởng mẹ không à Ba cứ tưởng mẹ không mà tưởng rằng chắc là mẹ ra Mẹ chuẩn bị đi toilet gì đó Cho nên nó là ba cũng cại Ba không để ý nữa Thì lúc đó là ba mới tính rằng say qua đây Để mà ngủ tiếp Thì khi mà say qua đây Ba lại thấy mẹ đang nằm kế bên Đang ngủ ngon dữ lắm Cái ba nói Ủa có gì sai sai đúng các bạn Xong cái ba mới liếc xuống Thì khi mà ba nhìn xuống là ba vẫn thấy cái người đó ngồi đó Vẫn ngồi im re đó luôn Thì ba mới hả là Mới nói Ai vậy trời Xong cái ba mới kêu Em 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 Nhưng mà khi mà kêu mẹ nhìn lại Thì thấy người đó mất tiêu Mà trong khi cửa nhà thì vẫn đóng bình thường Không phải là trộm các bạn Trời ơi cái lúc đó bà sợ Bà sợ ba mới kéo mà bà đắp Để mà ráng ngủ thiện hồi sao ba cũng ngủ luôn Qua sáng sao cũng quên Cái chuyện đó không có kể mẹ nghe Sau một thời gian á là Cái ngày hôm đó thì mẹ đã ngủ rồi Còn ba thì không hiểu sao Cứ dằn chọc không có ngủ được bình thường ba nằm xuống là ba ngủ liền à nhưng mà hôm nay thì ba cứ chằn chọc hoài mà không có ngủ được các bạn cho nên đó là ba của bạn mới say nhìn ra ngoài cửa sổ thì thí dụ như đây là trên giường ha kế bên đây là cái cửa sổ luôn ngay chỗ ba nằm đó là nhìn ra là nhìn ra ngoài luôn á các bạn thì ở ngoài đằng tú đằng kia khoảng chừng 10 hơn 10 mét thì có nguyên một cái chuồng nuôi bồ câu thì khi mà ba quay ra ba nhìn ở ngoài thì ở ngoài rất là sáng đèn nó sáng như lắm cho nên á ba nhìn lại đằng cái chuồng bồ câu tự nhiên ba thấy thi thì thi không biết rằng cái chuồng bồ câu làm sao nhưng mà nhà của dì thứ bảy của thi ở dưới quê với chợ ôm á là có nuôi bồ câu á các bạn thì ở trên là dì thi rào lại hết thì thi tưởng tượng rằng á là chắc là rào lại trên hết tại vì mình nuôi bồ câu mà mình sợ nó bay ra thì mình sẽ rào lại hết ha thì đó thì tưởng tượng thôi nha theo cái trí tưởng tượng của thi Chứ thi cũng không biết rằng á là cái chuồng bồ câu cái chỗ trang trại gia đình của bạn nó đang sao thì ba của bạn thấy rằng á là ở trên á ở trên thì rất là cao khoảng chừng cao lên khoảng 3 mét á mà ba của bạn nhìn thấy có một người ngồi ở trên nóc ở trên đó thì cái người này nha ngồi mà lắc cái chân vậy nè lắc qua lắc lại lắc qua lắc lại mà ba thấy rõ ràng luôn tại đèn sáng mà cho nên ba mới suy nghĩ rằng Ủa ai vậy trời Ai mà ngồi ở trên đó Không sợ té hả trời Thì ban đầu ba cứ tưởng rằng Cái người đó chắc là cái người lang thang dạng cơ nhở Hoặc là cái người bị tâm thần Mà không có nhà cửa đi vô trong đây Rồi vô đây ngồi vậy đó Thì ba tưởng tượng như vậy thôi Ba nghĩ là như vậy thôi cho nên đó là ba mới ra coi làm sao Tại ba của bạn cũng không sợ đâu Thì khi mà ba đi ra ngoài đi ra ngoài ba nhìn ba vẫn thấy cái người đó ngồi trên đó cái lắc cái lắc cái chân qua lại vậy đó cao vậy đó thì ba mới kêu cái người đó rằng á là ai đó sao ngồi trên đó vậy hả sao không xuống đây mà ngồi ngồi ngay trước hiên nè à, tại ba nghĩ cái người đó không có nhà đi vô đây kiếm cái chỗ để nghỉ cho nên ba mới kêu rằng á là thôi đi xuống đây nè ngồi ngay trước hiên nhà nè rồi có ngủ gì ngủ sáng mai đi Chứ đừng có leo lên trên đó ngồi cao dữ lắm Ngồi trên đó là lỡ mất công té xuống á Thì mặc dầu ba nói như vậy Nhưng mà cái người này hoàn toàn không trả lời trả vốn tiếng nào cả Mà cứ ngồi lắc 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 cái chân vậy nè Thì ba mới thấy lạ quá cho nên càng lúc ba mới lại Càng gần càng gần để coi con người này là ai thì khi mà lại gần rồi nhìn lên rồi thì ba quản hồn tại vì cái người này hai con mắt đó các bạn đang thui từ lùi nó thụt lúc tút vô trong vậy đó bà nhìn lên bà thấy rõ dữ lắm rồi đầu tóc thì bù xù cái làn da thì ta nói nó xám ngoét luôn nó xám ngoét như một cái xác chết trôi vậy đó da tay da chân cũng vậy luôn mà cái răng á các bạn lúc đó cười mà ba nghe tiếng cười nhỏ lắm mà tiếng cười nghe ghê mà cười dạng trong họng á cười mà đưa cái răng ra cái răng vàng khè răng vàng khè luôn mà hai con mắt đen thui làm da thì sáng quét vậy đó Trời ơi ba của bạn sợ quá lật đật đi vô nhà luôn Đi vô nhà rồi ha Cái ba của bạn mới trùm mền Nhưng mà vẫn chưa ngủ được thì Khi mà đang trùm mệt vậy đó Một hồi sau tự nhiên nghe tiếng chân đó các bạn Và dạ, chạy thình thịch thình thịch thình thịch mà chạy Thí dụ như nguyên một cái miếng đất lớn Thì ba của bạn để chồng chợ chăn nuôi vậy đó ha Thì chính giữa có cái nhà vậy nè Cái nhà ba mẹ đang nằm Không phải là dạng cái liều nhỏ đâu Mà cái nhà cũng lớn dạng nhà lá mà ba nghe hả nó chạy Ủa, ở xung quanh đó, xung quanh nhà nó chạy thình thịch thình thịch chạy hồi sao cái ngưng ngưng xong cái chạy tiếp thình thịch thình thịch nguyên một đêm như vậy luôn trời ơi tới sáng hôm sau ba của bạn mới kể lại cho bạn nghe mẹ của bạn nghe thì khi mà mẹ nghe xong thì mẹ cũng xuống quán để mà mua bánh kẹo á các bạn rồi đem ra ngay cái chỗ gần cái chuồng bồ câu á dùng nuôi bồ câu đó, đó để mà uh, cúng khi mà khi mà cúng xong rồi thì từ đó về sau ba của bạn không có còn thấy gì nữa thì đây là chuyện do một bạn nữ ở Thái Bình đã gửi về cho kênh chúng ta à, tập 984 thì sẽ kể xong rồi các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập 985 thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thi Hôm nay là thi vô, thi ngồi, thi kể sớm dữ lắm á Mà không hiểu sao tập hôm nay thi kể khó lắm các bạn Giống như là người ta không đãi mình hay sao á Mà hôm nay là thi kể rất là, rất là khó Mới nãy thi kể rất là lâu luôn hơn một tiếng đồng hồ thi nói được đó là cũng được 13 14 phút rồi cái tự nhiên nó ngứa cổ họng các bạn nó mắc ho. Nó mắc ho làm cho thi ho. <laughs> đó bây giờ nhắc tự nhiên giờ muốn ho lại nè. Là nó làm cho thi ho quá trời. Thi phải tắt. Rồi hả tắt rồi tính là kể tiếp theo Nhưng mà thiệt tình nó không có cái cảm xúc Cho nên nó là thôi dẹp luôn Để mà kể lại từ đầu Thì nãy giờ hả là mới được là Bây giờ là 9 giờ 20 phút rồi Chứ nếu mà hôm nay mà như bình thường Thi cãi là thi bây giờ thì đã ấp chuyện lên rồi đó. Mà nãy giờ thi ngồi mấy tiếng đồng hồ, 4 5 tiếng đồng hồ rồi mới kể được đó các bạn. Thành ra là cái giọng bây giờ yếu rồi các bạn thấy không? Cảm giác như cái giọng yếu rồi ha. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho thi ở tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi thanh phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào